Hà Diwon từng nói với nam em trước ồn ào với Trường Giang, người thứ ba đáng trách hơn là đáng thương. Trước khi scandal tình cảm của nam em và Trường Giang nổ ra, Hà Diwon từng có cuộc tranh luận nói về quan điểm người thứ ba với cặp đôi này trong một chương trình giải trí. Trong khi câu chuyện nam em công khai kể chuyện tình cảm với Trường Giang còn chưa kịp lắng xuống, một đoạn clip trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân từ khá lâu của hai người đã được dân mạng khai quật lại. Xoay quanh chủ đề người thứ ba đáng thương hay đáng trách, với hai phe có quan điểm trái ngược hẳn nhau, phía Trường Giang và nam em thì bày tỏ sự thương cảm đối với người thứ ba, còn Ha Ji-won thì mạnh mẽ tuyên bố người thứ ba quá ích kỷ, vì đã biết người kia có chủ mà vẫn nhảy vào thì có nghĩa họ không quan tâm đến cảm xúc của người còn lại. Họ chỉ biết cảm xúc của mình mới là số một. Người ta đang yêu nhau mà nhảy vô giật, cái đó là cướp rồi. Nữ ca sĩ phân tích, khi mà mình giận hờn, ra ngoài gặp người này người kia, xong người thứ ba cứ rủ, lúc đó đang giận, nên đầu của mình không suy nghĩ được đúng, dối, rồi lỡ làm cái gì sai. Lúc đó người thứ ba xông vào, cám dỗ luôn, thế là xong. Lúc ấy thoát ra rất là khó. Nói chung, em thấy người thứ ba hơi ích kỷ, vì biết thừa rằng người kia có chủ mà họ vẫn nhảy vô, thì người ta không có quan tâm đến cảm xúc của người còn lại, họ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Với phát ngôn này của nam em, Ha Ji-won lập tức phản ứng, không, người bị phản bội mới là đáng thương chứ. Nam em phân tích thêm, vì người bị phản bội sẽ được mọi người ủng hộ, còn người thứ ba thì không. Ha Ji-won lại lập tức đáp, nhưng lúc đó người ta không cần sự ủng hộ, người ta chỉ cần người yêu thôi. Những câu nói của Ha Ji-won khiến khán giả phía dưới vỗ tay rào rào ủng hộ, còn nam em thì tỏ ra đuối lý hoàn toàn trước những lập luận của đàn chị. Trường Giang còn nói thêm, người thứ ba, cô ấy bị rơi vào vị trí của người thứ ba mà cô ấy không hề mong muốn. Người thứ ba bị động thì đáng thương, còn nếu chủ động thì đáng trách. Nhưng khi người thứ ba xuất hiện thì sự đáng thương là cho cả mối tình chứ không phải của riêng ai. Trường Giang cho rằng người thứ ba xuất hiện thì lỗi thuộc về người thứ nhất và người thứ hai, bởi nếu một trong hai người đó không bị lay động, không gục ngã thì sẽ không có người thứ ba xuất hiện. Ít ai ngờ được, tình huống diễn ra trong game show lại diễn ra ngoài đời thực. Khi nam em trở thành người thứ ba chen giữa Trường Giang và Nhã Phương, cư dân mạng lại được dịp xôn xao bàn tán lại những câu nói trước đó trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Tình khúc Bạch Dương, Nhã Phương là bi kịch của chuyện tình tay 4. Thưa quý vị và các bạn, trong tình khúc Bạch Dương, Nhã Phương vào vai Diệu Anh, cô con gái xinh đẹp đáng yêu của Hùng và Vân. Nhưng bi kịch ở chỗ, bố mẹ cô không hề đến với nhau vì tình yêu. Tình khúc Bạch Dương, một trong những bộ phim truyền hình đang gây chú ý trên sóng VTV, đã kết thúc tuyến nhân vật 1 ở tập thứ 13. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ của 4 người bạn học ở Nga là Hùng, Quyên, Quang và Vân. Trong đó, Hùng và Quyên yêu nhau, Quang và Vân cũng là một cặp. Nhưng biến cố đầu tiên xảy ra, Quyên và Quang lại về Việt Nam trước, còn Hùng và Vân vẫn ở lại Nga. Tập thứ 14, phim chuyển sang bối cảnh của hơn 20 năm sau. Bất ngờ là Quyên và Quang đã là vợ chồng, và tại Nga, Hùng và Vân cũng đã thành đôi. Tập 14 và 15 của bộ phim vừa phát sóng trong tuần kể về việc một lần về Việt Nam công tác, Hùng tình cờ gặp lại Quyên. Tình cảm trỗi dậy, đầu tiên là từ phía Hùng. Trong khi đó, Quyên vốn đang có cuộc sống hôn nhân khá nhạt nhẽo với Quang, cũng cảm thấy xốn xang khi gặp lại người cũ. Câu chuyện tình khúc Bạch Dương sau 20 năm chứa đựng nhiều kịch tính, các nhân vật liên tục bị rơi vào những khúc mắc khó xử. Nội dung phim đang dần bật mí về việc tại sao Quang và Quyên lại đến với nhau, và Vân, một cô gái thủy mị, trung tình, sao có thể phản bội Quang để đến với người yêu của bạn mình. Sau khi phim Tình khúc Bạch Dương chuyển sang giai đoạn sau hơn 20 năm, những tuyến nhân vật mới cũng lần lượt được giới thiệu. Nếu như ở tập 14, 4 diễn viên chính gồm Hùng, Chi Bảo, Quyên, Thanh Mai, Vân, Hoa Thúy và Quang, Lê Vũ Long xuất hiện, thì ở tập 15, Diệu Anh do nhân vật Nhã Phương đảm nhận cũng đã lên sóng. Diệu Anh là con gái của cặp vợ chồng Hùng và Vân,
Do bố mẹ sinh sống ở bên Nga, nên Diệu Anh cũng đang là sinh viên học tập ở nước này. Với những cảnh đầu tiên xuất hiện trong phim, nhân vật của Nhã Phương tỏ ra là một cô gái hiền lành, dịu dàng và chăm chỉ. Diệu Anh mang nhiều nét tính cách giống mẹ mình thời trẻ. Diệu Anh vẫn đang được sống trong những tháng ngây thơ trước khi giông tố ập đến. Thực tế, cô gái không hề biết rằng bố mẹ cô đến với nhau vì một lý do nào đó thay vì tình yêu thực sự. Nhân vật Hùng, bố của Diệu Anh, vẫn nặng lòng yêu Quyên. Còn Vân, mẹ của Diệu Anh, hẳn vẫn chưa thể quên được mối tình sâu đậm với Quang. Diệu Anh cũng càng không thể biết rằng bố cô sau khi về Việt Nam công tác đã và đang tìm đủ mọi cách để nối lại tình xưa với Quyên. Diệu Anh là kết quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu thực sự, và kết quả ấy có thể là một bi kịch. Nhưng diễn biến của bộ phim như thế nào thì chỉ có theo dõi khán giả mới có câu trả lời. Theo như tiết lộ của ekip làm phim, sau này Diệu Anh và Linh, Bình An, con trai của Quyên và Quang sẽ gặp gỡ và yêu nhau. Liệu tình yêu của hai người trẻ có làm mối quan hệ giữa Hùng, Quang, Vân, Duyên thêm rắc rối? Tình khúc Bạch Dương do nghệ sĩ ưu tú Vũ Trường Khoa làm tổng đạo diễn. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình khúc Lavanda của nhóm nhà văn là cựu sinh viên khoa Nga, Đại học Sư phạm, Ngoại ngữ Hà Nội. Một thời điểm mới lên sóng, phim gây tranh cãi gay gắt. Một số người từng học ở Nga cho rằng thoại phim quá hiện đại. Trang phục, đồ dùng trong phim cũng bị nhận xét là không hợp với bối cảnh nước Nga những năm cuối thập niên 1980. Thế nhưng, phim vẫn được số đông khán giả đón nhận. Trên fanpage của bộ phim, nhiều ý kiến bày tỏ sự thán phục với sự nỗ lực của đoàn làm phim trong việc tái hiện nước Nga và nhắc nhớ về kỷ niệm một thời cho khán giả. Á hậu Thụy Vân duyên dáng bên MC Danh Tùng và Hoa hậu Hờ Hen Niê. Á hậu Thụy Vân, nữ MC VTV24, chọn bộ cánh trắng màu trắng thanh lịch cổ điển để khoe khéo vẻ mặn mà bên MC Danh Tùng. Trong khi đó, Hờ Hen Niê mặc trang phục truyền thống của người ED gây chú ý. Trong chương trình Giờ Trái Đất với chủ đề Go More Green, Hôm nay tôi sống xanh hơn, diễn ra tại Hà Nội, Á hậu Thụy Vân đã đảm nhận vai trò dẫn chương trình cùng MC Danh Tùng. Gái một con chọn bộ cánh trắng màu thanh lịch cổ điển để khoe khéo vẻ mặn mà. Á hậu Thụy Vân cho biết, mỗi hành động nhỏ của mọi người như tiết kiệm điện, trồng cây xanh, không vứt rác bừa bãi cũng góp phần làm cho cuộc sống xanh hơn. Vốn từng kết hợp với Danh Tùng trong rất nhiều chương trình trước đó, nên Thụy Vân dễ dàng cùng bạn dẫn tạo ra bầu không khí sôi nổi. Hàng trăm bạn trẻ đã đến ủng hộ cho chiến dịch Giờ Trái Đất 2018 vào tối 24 tháng 3. Chương trình là hoạt động thường niên hàng năm nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức, đơn vị cá nhân trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ nhiều năm nay, Á hậu Thụy Vân đã tích cực tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất. Góp mặt vào sự kiện còn có Hoa hậu Hờ Hen Niê. Hờ Hen Niê trong trang phục truyền thống của người ED được nhiều khán giả chú ý. Cô chia sẻ thông điệp rằng, Trái đất đang đối diện với nguy cơ ảnh hưởng xấu tới hệ sinh thái, dẫn đến nhiều thiên tai như băng tan, sạt lở, biến đổi khí hậu, bão lũ. Tất cả là mối đe dọa đến đời sống của con người, cụ thể là môi trường sống. Do đó, Hờ Hen Niê mong rằng mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể. Nữ ca sĩ Bảo Trâm Idol cũng tham gia biểu diễn tại chương trình. Cô thân thiết trò chuyện cùng Thụy Vân và Danh Tùng. Dương Hoàng Yến cũng tham gia sự kiện và chọn một thiết kế ánh bạc. Giản nghệ sĩ mang đến một thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, còn có các ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, sĩ Subin Hoàng Sơn. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.